Có lẽ là chúng ta đã quá quen với những thiết bị Android, iOS xuất hiện trên các trang review trên YouTube, phải không nào? Thì hôm nay là mình muốn hoa cổ một chút, quay trở lại với một thiết bị có thể nói là đình đám một thời vào những năm 2010-2015. Thế là những chiếc Windows Phone. Thì trước mặt mình đây là một chiếc Windows Phone Lumia 830 ra mắt vào thời điểm khoảng năm 2014 và mình đã mua nó với giá khoảng độ 7,5 triệu đồng. Nhớ lại thời điểm đấy thì mình mua cái điện thoại này với cảm xúc nói chung là nó rất là thú vị mà và hứng khởi. Thì đây là chiếc điện thoại thứ hai mình dùng. Thực ra hồi đấy là cũng mới đi làm, không có tiền, tích cóp mãi mua được con 520 với cả một con 830. Thì đây là cái con Windows Phone cuối cùng mà mình dùng, cũng là con thứ hai. Thì hôm nay mình muốn review nhỏ nhỏ một chút cho các bạn xem những thiết bị Windows Phone này liệu rằng nó có dùng được trong những năm 2021 hay không. Chúng ta bắt đầu nhé. Với tuổi đời 7 năm thì chiếc Windows Phone của chúng ta có vẻ như vẫn còn tốt lắm. Thì hiện tại mình thấy màn hình nó không có vết ố gì đâu. Và mình vừa bóc cái tấm giá màn hình ra rồi. Và cũng do thời gian nó quá là lâu nên ra là cái màn hình nó, cái giá màn hình để lại một cái lớp gọi là cái lớp, nó không rõ lớp gì, có thể lớp nhựa ở dưới cùng. Nó dính lấy cái màn hình này. Mình sẽ lột ra cho các bạn xem nhé. Ok. Thì đây là màn hình của nó này. Cái điện thoại này thì có một cái hay đến là gì? Là các bạn hoàn toàn có thể là tháo được mặt lưng ra. Rất là dễ luôn. Và một pin rời ở đây thì các bạn có thể hoàn toàn tháo ra được. Thì hồi đấy mình đã mua tận 2 cái pin. À, mua là một cục pin nữa thôi. Thì tổng cộng nó có 2 cục pin để có thể là dự phòng khi mà mình cần đến trong trường hợp mà điện thoại hết pin. Thì ngày đấy thì Nokia nó vẫn sử dụng một cái thiết kế là có một cái nút bấm chụp ảnh ở đây. Thì các bạn bấm vào nó sẽ... Đấy. Ô, nhưng mà có gì đấy sai rồi. Something went wrong. Có vẻ như là phần cứng có vấn đề, hoặc có thể do phần mềm. Thì nó báo là có một cái gì đấy sai và không thể chụp ảnh được nữa, và camera coi như là không làm gì được. Cho các phím bấm thì vẫn ok nhé. Phím nguồn này, phím tăng âm lượng này, vẫn ok. Chúng ta thử vào ứng dụng nha, Facebook nha. Ok, sau một hồi mình quên tài khoản Facebook của mình thì mình đã nhớ ra được và mình đăng nhập vào cái Facebook này thì nó báo ra một cái thông báo như này. Ấn login này. Login. Sorry các bạn phải làm nhòe đi. Thì đây là cái thông báo mà khi mà các bạn đăng nhập Facebook nhé. Oops, something went wrong. Please check your account information. Thì ứng dụng này sẽ không hỗ trợ cái điện thoại Windows Phone này nữa. Thế nên là chúng ta sẽ không thể dùng Facebook trên đây được. Và bởi vì là Facebook không dùng được nên Messenger các bạn cũng sẽ không thể dùng được trên đây. Thì rất đáng buồn là một cái điện thoại mà có cái cảm giác vốn khá là mượt mà lại không dùng được Facebook. Chúng ta hãy cùng thử xem một số ứng dụng khác nhé, ví dụ như Zalo chẳng hạn. Thì đây là mình vừa đăng nhập Zalo vào và mình thấy là vẫn nhắn tin được. Tuy nhiên thì trong cái phần mà gọi điện ấy thì không xuất hiện cái camera ở đây để các bạn có thể gọi điện video call được. Chỉ có hình duy nhất là một cái chức năng gọi voice thôi, gọi tiếng thôi. Cũng là một trong những cái hạn chế khi mà các bạn quay trở lại với hệ điều hành Windows Phone. Còn email thì sao, chúng ta sẽ vào email xem có làm gì được không nhé. Ok, có vẻ như email các bạn vẫn dùng được này. Vẫn ngon lành luôn, check email bình thường luôn. Trả lời. Nói chung vẫn ngon. Thậm chí còn mượt hơn rất là nhiều so với những ứng dụng các bạn dùng trên Android. Mình cảm giác như vậy và nó rất dễ làm việc luôn. Nó không như cái mail ở trên Gmail. Khi các bạn mở lên thì cảm giác nó khó dùng hơn cái mail này nhiều. Thì đấy là cảm giác của mình thôi. Mình rất ít khi mình dùng cái Gmail ở trên máy tính. Mình thường dùng ứng dụng như Outlook riêng thì mình làm. Ngày xưa thì mình có hay trả lời mail trên Windows Phone này. Tuy nhiên thì sau một thời gian không còn dùng Windows Phone nữa thì mình đã chuyển sang Android và buộc phải trả lời trên cái Gmail đấy. Một cảm giác nó khó chịu hơn. Không biết là có ai như mình không, nhưng mà mình cảm giác mình không dùng được Gmail. Và chúng ta sẽ thử quay vào cái Store nha. Có vẻ như là không vào được. Hình như là Microsoft đã đóng cửa Store rồi sao ấy. Tóm lại thì một chiếc Windows Phone vẫn có thể dùng được trong cuộc sống hàng ngày nếu như các bạn chỉ dùng những chức năng cơ bản như nghe gọi hoặc là đọc báo. À, đọc báo thử nhé. Chúng ta sẽ vào đọc báo thử này. Cảm giác vẫn mượt lắm. Không có gì gọi là bị khựng cả. Duy chỉ có điều là nó vào những trang web nó load hơi lâu một chút. Đó, vẫn xem là bình thường. Rất là mượt luôn.
Ok. Và nếu như mình không nhớ không nhầm thì sẽ không có ứng dụng YouTube ở trên này. Chính xác luôn. Chúng ta sẽ không có YouTube, không có Facebook, không có Messenger. Thế thì một số bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu về cái việc này. Còn các bạn thì sao? Liệu rằng các bạn có dùng được Windows Phone trong năm 2021 không? Hãy để lại comment bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.